Chào các em, hôm nay rất vui khi gặp lại các em. Hôm trước chúng ta đã học được những bài, đó là bài số 3 về chuyển động thẳng biến đối điều. Thì ta coi thử coi trong thực tế có một cái chuyển động của vật nào mà giống như cái chuyển động thẳng biến đối điều hay không. Thì hôm nay chúng sẽ qua một cái bài tiếp theo, đó là bài về sự rơi tự do, bài số 4. Tôi sẽ tóm tắt một phần về lý thuyết cho mấy bạn biết về phần lý thuyết và cũng như là phần các công thức bài tập để chúng ta có thể áp dụng giải được một số bài toán về sự rơi tự do. Phần lý thuyết thứ nhất, đó là phần sự rơi tự do là gì? Thì ta đã biết rồi, sự rơi tự do là sự rơi trong chân không mà chỉ chịu tác dụng của trọng lực duy nhất. Và ở đây nhớ một đặc điểm là trong chân không và chỉ có một lực duy nhất mà thôi. Nhớ một điều này, không có bất kỳ một lực khác tác dụng vào nó. Thứ hai, đó là đặc điểm của sự rơi tự do. Con sẽ coi sự rơi tự do có đặc điểm gì? Thì mình lấy một ví dụ là một quả táo rơi từ trên cành rơi xuống. Thì ta có thấy coi một vật nó sẽ rơi là theo phương thẳng đứng và nó sẽ chuyển động sao nhanh dần đều. Thì ở đây ta có thể suy ra được một điều, đó là gì đây? Thứ nhất, đó là đây là một chuyển động thẳng nhanh dần đều. Thứ hai, và nó có vận tốc ban đầu là bằng 0. Thứ ba là gia tốc của nó A sẽ bằng là G. G được gọi là gia tốc trọng trường trong trường hợp này. Đó là một số đặc điểm cũng như là một cái định nghĩa về sự rơi tự do. Bây giờ chúng ta sẽ qua một số công thức áp dụng để làm bài tập. Thì thứ nhất là ta có thể nói rằng là gì? Sự rơi tự do là một sự chuyển động thẳng biến đổi đều. Cho nên những công thức nào của sự chuyển động thẳng biến đổi đều ta có thể áp dụng bài tập rơi tự do ở đây được hết. Công thức thứ nhất của ta đó là công thức về vận tốc. Như cũng như chuyển động thẳng biến đổi đều, ta có là V bằng V0 cộng AT. Thì ở đây ta có là V bằng GT. Bởi vì lý do là V0 của ta đã bằng 0 rồi và A của ta bằng G, cho nên cuối cùng ta suy ra được công thức là V bằng GT. Công thức thứ hai đó là về quãng đường đi. Nhưng mà đây, ở đây ta có thể gọi đây là độ cao cũng được. Đó là H bằng 1 phần 2 nhân cho G và nhân cho T bình. Công thức thứ ba đó là công thức về hệ thức độc phương trình rơi tự do. Phương trình rơi tự do của ta có thể là Y bằng 1 phần 2 GT bình. Thứ ba, thứ tư đó là có thể về hệ thức độc lập V bình bằng 2GH. Ở đây H cũng như là cái quãng đường bên kia là S đó. Rồi để hiểu thêm một phần về cái lý thuyết cũng như bài tập, ta có thể chuyển sang cái phần để hiểu thêm một cái phần về là lý thuyết cũng như là công thức, ta có thể chuyển sang phần bài tập.